Mẫu câu đầu tiên đấy là Nikanshite, ý nghĩa của nó là về và liên quan đến. Thì nếu mà nhìn nghĩa như này chúng ta thấy rất là giống gì nhỉ, rất là giống với lại Nishite đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem phần bức tranh này. Đây bạn này, bạn ấy đi đến nhà sách đúng nhỉ, bạn hỏi là Nihongo no bunpo ni kansuru hon wa arimasu ka, tức là gì nhỉ, à có cái sách nào mà liên quan đến ngữ pháp tiếng Nhật không đúng không nhỉ, có sách mà cái sách đấy nó liên quan đến ngữ pháp tiếng Nhật không đấy, bạn hỏi như vậy nhá. Và bạn cô này có bảo là Kochira ga osusume desu yo, arigato gozaimasu, à có đúng nhỉ, tôi sẽ gợi ý cho cái quyển này rất là được nhiều người lựa chọn đây này, và bạn này bạn cảm ơn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy có rằng có cái ngữ pháp là nikansuru, thì nó là cái dạng bổ nghĩa từ cái nikanshite mà biến sang thôi, khi đằng trước là danh từ đằng sau cũng là danh từ thì dùng cái này. Vậy thì nó có nghĩa là những cái sách này là những cái sách mà nó viết về cái văn hóa Nhật Bản đúng không? Đấy, nó liên quan đến, xin lỗi, không phải là văn hóa mà là ngữ pháp Nhật Bản nhá. Nó liên quan đến cái chủ đề phía trước này nó thể hiện. Thì đấy là chúng ta có thể dùng cái ngữ pháp này. Tiếp theo này. Đây, chẳng hạn như là gì đây nhỉ? Đây là đang gõ trên Google đây đúng không? Một cái nhóm rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua ấy, thì mình có dòng là gì nhỉ? À 1977 bilog ni kanshite wa nani ka iken wa arimasen ka? Tức là gì đây? Các bạn có cái ý kiến gì liên quan đến cái nhóm 1977 vlog này không? Đấy, thì những cái ý kiến nào mà nói về những cái bạn này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu Nikanshite này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cách chia nhá. Seijuzoku này. Đầu tiên chúng ta sẽ có là danh từ cộng với lại Nikanshite. Danh từ nhá, chỉ là danh từ thôi, không được là động từ. Danh từ cộng Nikanshite. Đối với lại dạng bổ nghĩa chúng ta sẽ là N1 cộng Nikansuru N2. Trong đó N1, N2 là danh từ. Tiếp theo về cách sử dụng này. Mẫu câu này ấy, nó diễn tả việc nhận hay là phát thông tin về một nội dung nào đó. Nó diễn tả việc nhận này hay phát thông tin về một nội dung nào đó. Vế sau hay đi với câu có động từ thể hiện việc có được thông tin. Phải là động từ thể hiện việc có được thông tin nhá. Đấy. Chẳng hạn những động từ như là điều tra đúng không nhỉ? Chô sợ hay là shiraberu, setsume này, rồi thì ka cự viết này. Đấy. Rồi thì yomu đọc vân vân, những cái động từ như thế chứ không phải là động từ bất kỳ. Tiếp theo, vậy thì chắc chắn là từ nãy giờ mọi người sẽ thấy rất là giống nichite đúng không nhỉ? Thực ra thì nó về mặt nghĩa thì nó giống tương tự như là nichite. Trong văn đời sống thường ngày thì chúng ta hay dùng nichite, thế nhưng mà nếu mà mang tính chất trang trọng hơn một chút đúng không nhỉ? Được dùng trong các hoàn cảnh trang trọng như là báo cáo hay là gì nhỉ? Hay là ở các văn phòng nó lịch sự ấy, lịch sự hơn ấy, thì chúng ta sẽ dùng Nikanshite nhé. Như vậy là Nichite và Nikanshite có thể coi là giống nhau. Thế nhưng mà một cái lịch sự hơn đúng nhỉ? Nikanshite sẽ lịch sự hơn Nichite. Thế nhưng mặc dù nói là giống nhau như vậy nhưng mà nó vẫn có cái sự khác nhau nhất định. Ví dụ Nichite thì mình sẽ đưa ra cái câu trả lời trực tiếp liên quan đến đối tượng đó, về đối tượng đó. Còn Nikanshite là chỉ phạm vi rộng hơn, bao gồm đối tượng và những vấn đề liên quan đối tượng đúng nhỉ? Đây là chữ gì? Đây là chữ quan mà, nó ý nghĩa là liên quan đến cái đối tượng này. Đấy, do vậy ví dụ như nếu mà chúng ta có đằng trước là từ, ví dụ chẳng hạn như là từ gì nhỉ, đây nhá, Nihon Bunka chẳng hạn. Nihon Bunka là văn hóa Nhật Bản đúng không, văn hóa Nhật Bản, thì các bạn có thể đằng sau là Nikanshite hay là Nitsuite đều ok hết. Đều ok hết. Ví dụ đây là cho động từ shiraberu đi. Shiraberu. Đấy. Thì cả hai cái này đều được, không có vấn đề gì hết, bởi vì là tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản hay là liên quan đến văn hóa Nhật Bản đều được nhá. Nhưng mà cái Nihon Bunka Nikanshite nó mang tính chất, thứ nhất là mang tính chất trang trọng hơn, hoàn cảnh nó trang trọng hơn, nó mang tính chất cứng nhắc hơn, formal hơn. Cái tiếp theo ấy, đấy là nó thể hiện gì nhỉ? Nó thể hiện là cái mà người ta tìm hiểu này ấy, không phải là chỉ duy nhất là văn hóa mà còn còn những cái liên quan gần gần với lại cái văn hóa đấy nữa. Đấy là cái nuance sự của cái mẫu câu này thể hiện. Thì Nitsite nó mang tính chất nó cá nhân hơn, nó dùng rộng rãi trong văn nói hơn. Đấy thì trường hợp này thì cái nào cũng được. Thế nhưng ví dụ từ như này, ví dụ này, Tanaka-san
Tanaka-san no nende. Nende nhá. Động từ là các bạn cho là động từ là gì nhỉ? Động từ là hỏi đi. Kikitai. Desu ga đi. Kiểu là à xin lỗi tôi muốn hỏi về tuổi của anh Tanaka đúng nhỉ? Thì sao? Thứ nhất đây là một hoàn một cái gì nhỉ? Một cái câu hỏi bình thường, ví dụ hỏi hỏi trong cái gì nhỉ? Trong cái nó không phải là một hoàn cảnh trang trọng quá đúng không? Do vậy chúng ta sẽ sử dụng nitsite sẽ hợp lý hơn là thứ nhất. Thứ hai, đấy là giả sử chúng ta hỏi người trên đúng không nhỉ? Chúng ta câu này chúng ta nói với người trên là trong một hoàn cảnh trang trọng chúng ta muốn biết một người trên nào đấy thì cũng không hợp lý khi các bạn muốn dùng nikanshite. Bởi vì sao? Bởi vì cái Tanaka-san no nende ấy, nó là tuổi của cái anh này thì nó chỉ duy nhất là có một cái chỉ số thôi chứ không có một cái mở rộng hơn mà nói là liên quan đến đúng không? Do vậy khi khi đằng trước là một cái mà có thể trả lời trực tiếp đưa ra một cái thông tin duy nhất thì chúng ta sẽ không nên dùng nikanshite mà chúng ta chỉ dùng nitsite nhá. Đấy, do vậy cái câu này mà dùng nikanshite là sẽ bị okashi, bị không được chuẩn xác đây này, không được dùng. Câu này các bạn sẽ dùng là nitsite nhá. Nitsite. Đấy, hỏi về tuổi của anh này thôi. Nó chỉ có một cái chỉ số thôi, nó không có cái gì nữa mà dùng liên quan. Đấy, lưu ý cái cách dùng của nó là như vậy. Tiếp theo về phần rebun, về phần câu câu ví dụ này, ichi nhá. Konkai no jiken ni kanshite nani ka kuwashii koto ga wakarimashita ka? Tức là ở đây có cái ngữ pháp là ni kanshite có nghĩa là liên quan đến. Liên quan đến cái jiken ở đây là chữ sự và chữ kiện, nó mang nghĩa là vụ án hoặc là vụ việc ấy đúng nhỉ? Vụ việc thông thường là vụ việc không mang tính chất tốt đẹp, vụ việc bê bối xấu ấy. Liên quan đến cái vụ việc lần này ấy, thì cậu có hiểu được những cái gì nhỉ? Nanika kuwashii koto. Những cái điều chi tiết, những cái thông tin chi tiết về nó chưa? Câu số 2 này. Gomi shori no mondai ni kanshite wa kankyou ka no kachou ga go setsumei itashimasu. Đây có chúng ta thấy nó khi mà nó biến cái nó muốn biến cái này nhấn mạnh thành chủ đề của câu thì nó thêm từ qua đằng sau à liên quan đến vấn đề xử lý rác thải. Đây là chữ xử chữ lý nhá, sorry đọc là sorry không có trường âm. Liên quan đến vấn đề xử lý rác thải thì gì nhỉ, ngài Kacho là ngài tổ trưởng trưởng nhóm đúng không, tổ Kankyoka ka là cái tổ môi trường đúng không nhỉ, thì go setsumei itashimasu thì sẽ lên trình bày. Đấy, có thể là cái người giới thiệu cái câu này ấy, là cái câu gì đây nhỉ, là cái câu mà cho một cái người ở trong cùng tổ của mình hoặc trong gì đấy hoặc trong cùng một công ty đang phát biểu trước một cái đối tác khách hàng khác. Do vậy dùng khiêm nhường ngữ nhá. Go setsumei itashimasu nó biến từ cái gì ra nhỉ, biến từ động từ gốc là setsumei shimasu thì chúng ta sẽ có dạng khiêm nhường ngữ là go setsumei shimasu đúng không, và shimasu lại khiêm nhường ngữ tiếp được thành itashimasu. Như vậy chúng ta sẽ có go setsumei itashimasu là khiêm nhường ngữ của setsumei shimasu. Đấy, câu này mang nghĩa là như thế. Tiếp theo câu số 3 này. Kesatsu dewa hanko no douki ni kanshite kuwashii chousa o kaishi shita. Tức là cảnh sát ấy, đúng nhỉ? Ở đồn cảnh sát thì người ta đã bắt đầu gì đấy? Người ta đã bắt đầu chousa, người ta đã bắt đầu điều tra chi tiết cụ thể liên quan đến cái douki, cái động cơ mà gây án. Động cơ hang, đây là chữ phạm và chữ hành. Đọc là hanko có nghĩa là gây án phạm tội nhá. Đấy. Đây là chữ khai và chữ thủy kaishi là bắt đầu. Mang tính chất cứng nhắc trang trọng hơn là hajimemasu. Đó thì cái câu số 3 của chúng ta là như vậy. Câu số 4 này. Koresha no sekatsu ni kansuru ankeito ni gokyoryoku kudasai. À hãy hợp tác với chúng tôi, đúng nhỉ? Xin hãy giúp đỡ chúng tôi hợp tác với chúng tôi trong cái bản điều tra liên quan đến cuộc sống của gì đấy của người cao tuổi. Thì ở đây các bạn thấy đằng trước là gì nhỉ? Koresha no sekatsu là một danh từ, đằng sau là anke tội cũng là một danh từ. Do vậy chúng ta sẽ nối với nhau bằng cái gì nhỉ? Bằng cái nikansuru đúng không? Đấy để biến nó thành kiểu mệnh đề bổ nghĩa nhá, là cái bản điều tra mà liên quan đến cái này. Đấy, tất nhiên đấy là ở trên câu này này nhiều cái các bạn cũng có thể
chia được sang nikan sự, chẳng hạn ngay như câu này nhá, có thể là hanko no doki nikan sự kuwashi chousa, có nghĩa là cái điều tra chi tiết mà liên quan đến cái này vẫn ok, không sao hết. Cái này thì nó không chặt chẽ quá cái nikan sự này, nikan sự và nikan shite mọi người có thể hoàn toàn tách ra, hay là gì nhỉ, hay là để nguyên trong một số trường hợp đấy, miễn sao mà nó hợp nghĩa và cái cấu thành của mệnh đề định ngữ nó không bị sai là được đấy. Thế nhưng mà cái câu ví dụ như câu 2 nhá, câu 2 này mà các bạn biến thành nikan sự thì không được. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái danh từ nào bổ nghĩa cho cái vấn đề mà liệt xử lý rác thải này. Đấy. Ví dụ như là nếu mà các bạn thêm là cái ngày này ngài sẽ giải thích, ngài sẽ thuyết minh về cái báo cáo, đúng không nhỉ? Thuyết minh cái báo cáo liên quan đến vấn đề môi trường ấy, có cái từ report đằng sau này chẳng hạn, thì có thể dùng được nikan sự. Thế nhưng mà bởi vì không có một cái gì cả, không có danh từ bổ nghĩa, do vậy các bạn chỉ được dùng nikan shite. Đấy, đấy là mở rộng thêm một chút về cái cách dùng của cái dạng nikan sự, nikan shite là như vậy.